Nhật Nam Land hân hạnh tài trợ chương trình này. Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi chương trình Nhịp cầu Địa ốc phát sóng trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ cập nhật những thông tin đáng chú ý trong tuần. Nhưng trước hết, xin mời quý vị sẽ cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Hà Nội, thị trường bất động sản đạt được nhiều triển vọng tích cực trong quý 4 năm 2018. Năm 2019, phân khúc căn hộ hạng sang vẫn gây sốt. Hà Nội phê duyệt xây trường đua ngựa có cá cược. Phóng sự những điểm sáng nổi bật của thị trường bất động sản năm 2018. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030, có bổ sung dự án tổ hợp vui chơi giải trí đa năng và trường đua ngựa. Dự kiến khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn, thuế doanh nghiệp thu được dự kiến đạt khoảng 40 đến 50 triệu đô la Mỹ trên năm. Ngoài ra, tiền thuế tiêu thụ đặc biệt do hoạt động đua ngựa khi dự án đi vào hoạt động khoảng 100 đến 200 triệu đô la Mỹ trên năm. Mới đây, đơn vị tư vấn và nghiên cứu thị trường bất động sản Saview Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4 năm 2018 với nhiều triển vọng tích cực. Về thị trường bán lẻ, ghi nhận các dự án mới nâng giá bán với giá thuê trung bình tầng trệt tiếp tục xu hướng đi lên với mức tăng 3% theo quý và 17% theo năm. Về thị trường văn phòng, tổng nguồn cung ổn định theo quý với gần 1,7 triệu m2. Thị trường dự kiến sẽ đón nhận thêm nguồn cung mới với khoảng 500.000 m2 cho tới năm 2020. Về thị trường căn hộ bán, nguồn cung mới đạt kỷ lục với 8 dự án mới và giai đoạn mở bán tiếp theo của 28 dự án cung cấp khoảng 15.100 căn, tăng khoảng 120% theo quý và theo năm. Số lượng giao dịch tăng 81% theo quý và 69% theo năm. Về thị trường biệt thự, nhà liền kề, 4 dự án mở bán mới và 9 dự án mở bán thêm đóng góp gần 2.350 căn. Tổng lượng giao dịch tăng 21% theo năm và tỷ lệ hấp thụ theo quý đạt 40%, tăng 3,8 điểm phần trăm theo năm. Bất chấp thị trường có những dấu hiệu trầm lắng, thời điểm cuối năm 2018, dự án hạng sang được bung ra thị trường. Điều này đang hứa hẹn đến năm 2019 với sự phát triển tích cực cho phân khúc căn hộ hạng sang. Dù thị trường có những dấu hiệu trầm lắng, thời điểm cuối năm 2018, dự án cao cấp vẫn được bung ra thị trường. Theo ý kiến của các chuyên gia bất động sản thì đều cùng quan điểm thị trường bất động sản Việt Nam có rất nhiều dư địa và tiềm năng để phát triển ở các phân khúc, trong đó có bất động sản cao cấp. Các dự án cao cấp tự tin ra mắt thị trường gần đây đều nhìn vào cục diện kinh tế ngày càng thuận lợi. Triển vọng tươi sáng của nền kinh tế đi cùng với sự thay đổi chóng mặt của hạ tầng giao thông là đòn bẩy cực lớn cho thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, việc cho phép người nước ngoài sở hữu nhà khiến tỷ suất cho thuê cao càng thu hút giới thượng lưu châu Á, đặc biệt giới đầu tư đến từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore hay Nhật Bản không ngần ngại bỏ ra từ 1 đến 2 triệu đô la Mỹ trở lên để mong muốn sở hữu những căn hộ sang trọng, đẳng cấp, mang đậm dấu ấn cá nhân. Theo ghi nhận của giới kinh doanh, những dự án có vị trí đắc địa, chủ đầu tư uy tín, có kiến trúc độc đáo và trên hết là sự thuận tiện về giao thông đã thuyết phục được những khách hàng khó tính nhất. Sau 7 tháng ngủ đông thì ngày 9 tháng 1 năm 2018, thị trường bất động sản Vân Đồn đón nhận diễn biến mới đầy hứng khởi khi chính quyền huyện chính thức tiếp nhận hồ sơ về việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn, cho phép giao dịch mua bán đất đai đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định chung của luật kinh doanh bất động sản. Theo thông tin mới được đăng tải trên báo Xây dựng, ngày 9 tháng 1 năm 2018, thị trường bất động sản Vân Đồn đón nhận diễn biến mới đầy hứng khởi khi chính quyền huyện chính thức tiếp nhận hồ sơ về việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn, cho phép giao dịch mua bán đất đai đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định chung của luật kinh doanh bất động sản. Theo ghi nhận thực tế từ các sàn giao dịch bất động sản tại Vân Đồn, việc cho phép mở lại giao dịch bất động sản là diễn biến mới tích cực được chờ đợi sau 7 tháng thị trường khu vực này bị đóng băng. Cũng theo thông tin từ các sàn giao dịch bất động sản, có nhiều nhà đầu tư quốc tế và trong nước đang xúc tiến đầu tư vào các dự án tại đây và các nhà đầu tư khá phấn khích trước diễn biến này. Trong ngày đầu tiên đã có khoảng chục đoàn khách bắt đầu xuống tìm hiểu. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, các chủ đầu tư lớn như Sun Group, Cell Group, FLC Group
đều chưa có dự án nào đủ điều kiện ra hàng để bán trong vài tháng tới. Do đó, giao dịch chủ yếu sẽ tập trung vào khu vực các dự án cũ đã có sổ đỏ từ trước. Do số lượng không nhiều nên dự đoán nhanh nhất cũng phải 6 tháng đến 1 năm, Vân Đồn mới thực sự có nguồn hàng mới. Thị trường căn hộ bán trong năm 2018 ghi nhận những điều chỉnh liên tục trong việc triển khai dự án của chủ đầu tư với số căn chào bán duy trì ở mức cao gần bằng năm 2017. Trong quý 4 năm 2018, thị trường đón nhận thêm 8.112 căn hộ, tăng 28% theo quý. CBRE vừa công bố cập nhật tình hình thị trường bất động sản quý 4 năm 2018 và triển vọng thị trường 2019. Theo đó, quý 4 năm 2018, thị trường đón nhận thêm 8.112 căn hộ, tăng 28% theo quý, đưa tổng nguồn cung cả năm đạt 30.792 căn và tổng nguồn cung lũy kế từ năm 1999 đạt 260.247 căn. Nhìn chung, cơ cấu và loại sản phẩm đa dạng, giúp cho khả năng hấp thụ của thị trường vẫn tốt trong khi giá bán trung bình tăng. Tuy nhiên, tỷ lệ phân khúc trung cấp và bình dân trong năm 2018 đã giảm so với năm 2017. Trong đó, phân khúc trung cấp chiếm 52% tổng nguồn cung mới năm 2018 và phân khúc bình dân chiếm 2%. Dự đoán trong năm 2019, sản phẩm trung cấp tiếp tục chiếm đa số như các dự án quy mô lớn. Thị trường bất động sản trước Tết Kỷ Hợi đang trở nên sôi động tại nhiều phân khúc. Trong đó, đầu tư bất động sản vào nhà phố thương mại Shophouse đang ngày càng tăng nhiệt do tính khan hiếm và khả năng sinh lời cao. Trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục áp đảo phân khúc biệt thự và liền kề. Trong quý 2 2018, thị trường nhà đất tại Hà Nội ghi nhận 4 dự án mới ở phân khúc biệt thự liền kề. Trong đó, Shophouse chiếm 50% nguồn cung mới. Dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê, Saview ước tính số lượng các gia đình khá giả với thu nhập hơn 20.000 đô la Mỹ trên một năm sẽ tăng lên gấp 2 lần, lên 530.000 hộ vào năm 2020. Như vậy, có tới hàng chục nghìn gia đình có khả năng mua Shophouse. Saview cũng khẳng định, tính khan hiếm và nhu cầu từ thị trường cao chính là lý do khiến dòng sản phẩm này ngày càng tăng nhiệt, dù thị trường bất động sản nói chung có dấu hiệu chững lại. Vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ là hai trong nhiều yếu tố giúp cho các dự án bất động sản Hồ Tây đang hấp dẫn về cả giá cả lẫn tính thanh khoản. Thực tế, những năm gần đây, tốc độ gia tăng dân số cơ học trên địa bàn quận là rất lớn. Trong đó, nhiều gia đình có thu nhập cao, các chuyên gia nước ngoài cũng tìm đến mua hoặc thuê căn hộ tại đây. Cũng theo một số sàn môi giới bất động sản, các sản phẩm bất động sản thương mại Tây Hồ Tây luôn thu hút được sự quan tâm, săn đón của người mua, đặc biệt là các nhà đầu tư. Đây là loại hình sản phẩm ở tại các tòa nhà chung cư, số lượng có hạn và thường được khai thác sử dụng để kinh doanh buôn bán. Chính vì nguồn cung hạn hẹp nên tỷ lệ tăng giá của sản phẩm thương mại thường khá cao. Nhờ đó, người đầu tư sản phẩm này có thể thu lợi nhuận cao chỉ trong một thời gian ngắn hoặc tự kinh doanh khá hiệu quả. Nhờ một lượng khách hàng sẵn có sinh sống trong các dự án và khu vực lân cận. Và đây cũng chính là sức hút lớn nhất của bất động sản thương mại tại khu vực Tây Hồ Tây. Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản đã bước sang những tuần đầu tiên của năm mới 2019. Lượng giao dịch thành công của quý 4 năm 2018 ra sao? Tính thanh khoản ở mức nào? Đó chắc hẳn là những thông tin được rất nhiều khách hàng cũng như những nhà đầu tư quan tâm. Phóng sự sau đây được thực hiện bởi những phóng viên của Nhịp cầu Địa ốc. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo các chuyên gia, đây là thời điểm Việt Nam nhận được nguồn vốn kiều hối mạnh nhất trong năm. Trong khi đó, tương quan so sánh giữa các hình thức đầu tư khác như vàng, ngoại tệ, thì bất động sản được xem là kênh đầu tư khá hiệu quả. Trong quý 4 2018, thị trường bất động sản tiếp tục đón nhận sự đa dạng chủng loại sản phẩm. Nhu cầu về nhà ở và đầu tư vẫn được nhiều người quan tâm, kéo theo lượng giao dịch thành công tăng. Thị trường bất động sản tại Hà Nội và các khu vực tỉnh lân cận xung quanh Hà Nội thì trong quý 4 2018 thì chúng tôi đánh giá là có sự tăng trưởng khoảng tốc độ khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2017. So với quý 3 thì cái việc tăng trưởng thị trường năm quý 4 2018 thì có thể tôi nói có thể đánh giá rất tốt, tăng vượt ngoài 20% theo các cái số lượng mà chúng tôi giao dịch được trong quý 4 2018 vừa qua. Quý 4 năm nay á thì cái mức tăng trưởng của căn hộ rất là tốt, tính thanh khoản rất là tốt, tốt hơn so với các quý của đầu năm. Và hiện tại thì là các quỹ căn hộ ấy
thì những cái tháng cuối năm này bán rất là tốt hơn so với những tháng trước rất nhiều. Theo một số đơn vị phân phối bất động sản, trong cơ cấu sản phẩm căn hộ giao dịch tại Hà Nội thì phân khúc trung cấp chiếm 50%, phân khúc bình dân chiếm 35% và phân khúc cao cấp chiếm 15%. Nguyên nhân được đưa ra là do các sản phẩm trung cấp và bình dân tiệm cận hơn với nhu cầu và giá trị thực của khách hàng. Chúng tôi cho rằng đây nó vẫn xuất phát từ cái nhu cầu của khách hàng thôi. Trong các cái nguồn cung bây giờ nó cũng đa dạng, giá bán thì cũng hợp lý và đặc biệt là khách hàng tiếp cận các cái nguồn vốn ngân hàng, tài chính gói vay nó cũng được thuận lợi hơn rất nhiều. Đặc biệt thì thông thường các chủ đầu tư đều ra những cái chính sách về tài chính rất hấp dẫn thì để có thể khách hàng có thể sở hữu được căn hộ. Cho nên việc mà chúng tôi cho rằng phân khúc căn hộ trung cấp trong năm 2018 có sự tăng trưởng hơn các phân khúc khác. Mặc dù có sự tăng trưởng tốt nhất trong năm như vậy, nhưng theo kết quả phân tích của một sàn giao dịch, lượng giao dịch của quý này chưa thực sự cao như kỳ vọng. Theo như nhận định của bên kinh doanh của chúng tôi thì thấy rằng trên thị trường có vẻ cái giao dịch nó có xu hướng lại giảm bớt. Thì chắc là cũng có nhiều lý do liên quan đến những vấn đề mà cái lượng giao dịch của quý tư nó không thực sự là như kỳ vọng. Có lẽ chính vì có những cái điều đấy cho nên là cái lượng giao dịch của năm 2018 nhìn chung trên thị trường thì nó thấp hơn lượng giao dịch của năm 2017. Năm 2018 đã qua đi, bức tranh về thị trường bất động sản vẫn phát triển với những gam màu tươi sáng, đặc biệt là về quý cuối của năm. Bước sang năm 2019, các chuyên gia đánh giá thị trường vẫn sẽ phát triển với những tín hiệu lạc quan, đặc biệt là phân khúc trung cấp và bình dân khi nhận được sự quan tâm rất lớn từ khách hàng. Nhất Nam Land, công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tiếp thị, phân phối, phát triển các dự án bất động sản tại khu vực miền Trung. Với đội ngũ lãnh đạo chiến lược cùng đoàn tinh binh hùng mạnh, Nhất Nam Land đã thanh khoản thành công các dự án lớn, xây dựng thương hiệu và phát triển không ngừng. Nhất Nam Land, uy tín để trường tồn. Thị trường bất động sản năm 2018 đã khép lại với đầy biến động khi xuất hiện lệch pha cung cầu ở thị trường căn hộ, những cơn sốt giá đất bị đẩy lên cao. Thế nhưng, nhiều chuyên gia đã đánh giá bất động sản năm 2018 phát triển với rất nhiều điểm sáng và đây là tiền đề cho sự phát triển tiếp theo trong năm 2019. Ghi nhận của phóng viên Nhịp Cầu Địa Ốc, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo các chuyên gia, năm 2018, thị trường bất động sản duy trì sự phát triển ổn định. Tuy đã có dấu hiệu sụt giảm cả về nguồn cung dự án, nguồn cung sản phẩm nhà ở và số lượng giao dịch, nhưng không có hiện tượng bong bóng bất động sản, vẫn còn nằm trong chu kỳ phục hồi và tăng trưởng. Phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng cho thuê vẫn tăng trưởng tốt. Năm 2018, những cái điểm sáng mà chúng ta có thể nhận thấy được là trên toàn thị trường Việt Nam mà chúng ta thấy hoạt động công nghiệp có thể nói là và gần như là logistics cũng là những cái điểm có thể nói là điểm sáng đối với thị trường. Bên cạnh đó thì hoạt động bán lẻ, thị trường bán lẻ cũng có thể nói là một thị trường một năm có nhiều hoạt động sôi nổi. Và chúng ta nhận thấy là sự phát triển mạnh của gần như là phân khúc cửa hàng tiện ích này, rồi phát triển thương mại điện tử cũng như là sự mở rộng của ngành hàng ăn và uống F&B. Và đến trong năm 2018 cũng là vào những thời điểm cuối năm cũng là chúng ta đón nhận cái sản phẩm dòng sản phẩm mà chúng ta cũng mong chờ, đó chính là VinCity. VinCity vào những thời điểm cuối năm đã tung ra dòng sản phẩm ở dự án VinCity Ocean Park, khiến cho thị trường nhà ở có thể nói là duy trì được nhịp phát triển. Thị trường văn phòng cũng là một năm khá là tốt đẹp với cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có nhận thấy một cái sự tăng giá thuê văn phòng khá là mạnh mẽ, và lý do chủ yếu là do sự thiếu hụt nguồn cung mới ở tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là cái nhu cầu thuê văn phòng
mở rộng văn phòng cũng đang diễn ra rất là mạnh mẽ. Nhưng cái mức tăng giá thuê trong năm 2018 chúng tôi quan sát là trên 10% cho cả hạng A và hạng B, là cái mức tăng giá có thể là ở mức ngưỡng rất là cao và là thị trường, một trong những cái thị trường có tăng giá văn phòng cao nhất tại khu vực châu Á. Bên cạnh đó, các loại hình sản phẩm nhà phố thương mại được đánh giá rất cao khi tỷ lệ hấp thụ của thị trường đạt mức tốt, có những dự án đạt tỷ lệ hấp thụ 100%. Trong năm 2018 về gọi là các cái sản phẩm trung cấp cũng như là các cái sản phẩm nhà phố khi đưa ra thị trường ấy, thì dường như là không đủ để cung ứng đối với thị trường. Bởi vì theo tôi đánh giá, các cái sản phẩm nhà phố trong 2018 thì đều được hấp thụ rất là tốt. Và thường là được hấp thụ đến 100% đối với rất nhiều dự án. Cũng trong năm 2018, các chuyên gia nhận thấy sự biến động giá đất ở những khu đô thị mới vùng ngoại ô dự đoán sẽ trở thành xu hướng trong tương lai. Giá biến động của giá đất, đặc biệt là đất tại một số những cái khu đô thị ở khu vực mới thì có cái sự dịch chuyển theo hướng đi lên. Lý do là chúng ta biết là có những cái khu vực mới đang phát triển, hạ tầng đang phát triển và có một số những cái chủ đầu tư, bao gồm cả chủ đầu tư trong nước cũng như là chủ đầu tư nước ngoài, có những kế hoạch triển khai các dự án trong thời gian tới. Khu vực xa hơn, ví dụ như là Hoài Đức, ví dụ như là Hà Đông, hay là ví dụ như là ở phía đông như là Gia Lâm hay là Long Biên, hay là Đông Anh, thì chúng ta lại có chứng kiến thấy có một cái sự tăng trưởng về giá đất nhất định. Do đó là những cơ hội mà các cái nhà đầu tư cũng đang tìm kiếm, cũng là một cái xu hướng mà chúng tôi nhìn thấy ở trong thời gian tới. Bên cạnh những điểm tích cực, thị trường bất động sản năm 2018 cũng ghi nhận tình trạng thiếu nguồn cung loại căn hộ nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở xã hội hay những căn hộ cho thuê giá rẻ phù hợp với khả năng tài chính của người có thu nhập thấp đô thị. Cơ cấu sản phẩm chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh bị mất cân đối, lệch pha cung cầu, chưa đảm bảo phục vụ mục tiêu an sinh xã hội. Bởi vậy, bước sang năm 2019, khi mà dư nợ tín dụng có xu thế tăng và siết tín dụng vào thị trường bất động sản, các chuyên gia cho rằng đây sẽ là thời điểm sàng lọc năng lực chủ đầu tư hướng đến sự phát triển bền vững của thị trường. Tiếp tục chương trình là những thông tin bất động sản đáng chú ý khác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dù tập trung một lượng dự án lớn nhưng hiện nay nguồn cung căn hộ cao cấp bàn giao ngay tại khu vực trung tâm Mỹ Đình vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu mua nhà đón Tết. Mỹ Đình khan hiếm những dự án đã hoàn thiện chính sách tốt, những dự án đã hoàn thiện thị trường có quỹ căn hộ rất hạn chế, ít sự lựa chọn và mang đến bài toán kinh tế khó khăn cho khách hàng. Tại khu vực Mỹ Đình trong năm 2018 tuy đã đón thêm hàng loạt dự án mới nhưng rất ít trong số đó là những dự án cao cấp chìa khóa trao tay. Theo nhận định của một nhóm nghiên cứu trường Đại học Ngân hàng, do đặc tính hình thành chu kỳ đầu cơ sau thời điểm đầu năm âm lịch trên thị trường trong những năm vừa qua và sự khan hiếm đất trong nội thành thì khả năng tăng giá sẽ tiếp tục tại các khu vực ngoài trung tâm. Nhưng các khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cũng sẽ đứng trước tình trạng tăng giá cục bộ tại một số dự án nhà ở trong khu vực trung tâm đô thị có tiến độ thi công nhanh, hạ tầng đồng bộ, chủ đầu tư có uy tín. Thị trường bất động sản vẫn đứng đầu nhóm thị trường tài sản kém minh bạch, sẽ kéo theo nhiều cạnh tranh công khai và sẽ tạo nhiều cơ hội để đầu cơ. Những năm gần đây, tỷ lệ hấp thụ phân khúc biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội vẫn luôn giữ mức khả quan, trong khi các phân khúc khác như căn hộ cao cấp đối mặt với không khí trầm lắng hẳn. Theo ghi nhận của John Lang Langsell, tỷ lệ tiêu thụ của biệt thự nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 3 năm 2018 tiếp tục đứng ở mức rất cao 90%. Do hạn chế về nguồn cung nên giá bán tiếp tục xu thế tăng với mức 0,7% theo quý trên thị trường sơ cấp và 2-3% trên thị trường thứ cấp. Đó cũng là lý do vì sao các dự án biệt thự sinh thái ở khu vực ngoại ô đang ngày càng hút khách. Chúng không chỉ đáp ứng nhu cầu đầu tư mà còn mang lại cơ hội hưởng thụ phong cách sống thượng lưu cho tầng lớp nhà giàu ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ đăng tải mới đây, đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi riêng vào chiều ngày 8 tháng 1 về vụ việc chủ trương tháo gỡ cho người dân mua nhà tại 7 dự án tại quận Phú Nhuận do tập đoàn Novaland phát triển đang bị tạm dừng giao dịch liên quan đến chuyển nhượng, cấp sổ đỏ do bị tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Theo đó, vị đại diện này cho biết, sau một ngày rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo nhanh với Ủy ban Nhân dân thành phố về việc hiện không có cơ sở pháp lý nào quy định việc ngưng các giao dịch của người dân trong các dự án trên. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo sở này gỡ bỏ chủ trương để người dân thực hiện các giao dịch cấp sổ đỏ, chuyển nhượng, thế chấp bình thường.
Đồng thời, thành phố cũng chỉ đạo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì việc rà soát thủ tục thực hiện của 7 dự án theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước, thời hạn trong vòng 5 ngày làm việc và sẽ báo cáo kết quả cùng hướng giải quyết vào ngày 14 hoặc ngày 15 tháng 1. Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2019, Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước chỉ ra các định hướng quan trọng của Ngân hàng Nhà nước trong năm. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu bình quân dưới 4%, điều hành tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng, đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, tăng cường quản lý rủi ro đối với các dự án BOT, BT giao thông, tín dụng tiêu dùng, kiểm soát cho vay bằng ngoại tệ và có lộ trình giảm dần cho vay bằng ngoại tệ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt phương án đấu giá đất và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với một số thửa đất tại thị trấn du lịch Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Đất được đấu giá đều nằm trong những vị trí đắc địa nhất của thị trấn du lịch Sapa. Tại phố Cầu Mây có 23 thửa đất ở đô thị, tổng diện tích là 2.117,23 m². Tại phố Đông Lợi có 2 thửa đất thương mại dịch vụ với tổng diện tích là 3.230,72 m². Giá khởi điểm được phê duyệt đất ở đô thị tại phố Cầu Mây và phố Đồng Lợi, thửa đất bám một mặt đường là hơn 72,8 triệu trên m², thửa đất bám hai mặt đường là hơn 94,7 triệu đồng trên m², đất thương mại dịch vụ tại phố Đồng Lợi hơn 43,7 triệu đồng trên m². Dự kiến nhà nước sẽ thu được hơn 304 tỷ đồng từ đấu giá. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố Nha Trang khẩn trương lập phương án tiến hành cưỡng chế phá dỡ bức tường thành khổng lồ tại dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh, còn gọi là dự án Maria Hill ở xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang. Tường thành này xây dựng trái phép, cao 16m, dài hàng trăm mét, uốn lượn theo chiều cao của sườn núi, có đoạn cách nhà dân chỉ 20cm. Trong khi đó, tường thành đang ngày càng bị sói lở rất nặng, có nguy cơ đổ sập xuống nhà dân bất cứ lúc nào. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, để đảm bảo tính mạng cho người dân trong thời gian chờ tháo dỡ công trình sai phép này, người dân phải đi sơ tán khỏi nơi ở cho đến khi hoàn thành. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phân khai kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. Cân đối vốn xây dựng nông thôn mới năm 2019 của tỉnh là 543 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 283 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 260 tỷ đồng. Căn cứ kế hoạch vốn được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, các đơn vị đầu mối quyết định giao kế hoạch đầu tư cho Ủy ban Nhân dân các xã sau 20 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đề xuất được giao làm chủ đầu tư các hạng mục thiết yếu của cảng hàng không quốc tế Long Thành, bao gồm nhà ga hành khách, các hạng mục khu bay, đường băng, đường lăn, sân đỗ, hệ thống tra nạp nhiên liệu, đường trục trước nhà ga, nhà để xe, ga hàng hóa. Lãnh đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV cho biết, doanh nghiệp này có thể thu xếp khoảng 1 đến 1,5 tỷ đô la Mỹ từ nguồn tích lũy trong hoạt động kinh doanh sản xuất và khấu hao, đủ cân đối nguồn vốn vay thương mại phần còn lại của các hạng mục nêu trên. Cũng theo ACV, doanh nghiệp này đã phối hợp cùng tư vấn với GFV soát xét tổng mức đầu tư của dự án trên cơ sở những dữ liệu mới nhất đang được nghiên cứu tới giai đoạn hiện nay. Tổng mức đầu tư của các hạng mục nêu trên lên đến 3,77 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu đến năm 2025, dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Xây dựng, Sở Du lịch căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao kiểm tra xử lý các nội dung đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang về việc xử lý các công trình cao tầng có tầng hầm đã được phê duyệt nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích. Cơ sở của việc đề xuất nêu trên xuất phát từ việc hiện nay trên địa bàn thành phố Nha Trang xảy ra tình trạng một số công trình cao tầng có bãi đỗ xe dưới tầng hầm đã được cấp phép xây dựng nhưng không sử dụng, hoặc sử dụng không đúng với mục đích ban đầu được cấp phép, ảnh hưởng đến an toàn giao thông của khu vực.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Nếu như quý vị có những thông tin cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình 08-2346-5555 hoặc gửi mail về địa chỉ banbientap@invest.com.vn. Thay mặt chương trình, xin được cảm ơn sự đồng hành của đơn vị Nhất Nam Land. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.